Vâng, xin chào anh chị và các bạn và chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với bài học tiếp theo trong chương trình khởi nghiệp CD chia sẻ về kiến thức Business Marketing giúp các anh chị bán hàng, giúp các anh chị khởi nghiệp thành công và thuận lợi hơn, đặc biệt là có thể khởi nghiệp bán hàng thành công trên Internet. Thế thì bài học hôm nay tôi cũng đi vào vấn đề trực tiếp ngay, đó chính là tôi lấy một cái tên rất là hay: bán hàng hay là chết? Bán hàng hay là chết? Vâng, bán hàng hay là chết. Tôi nhấn mạnh vào 3 lần. Cái tên này tôi lấy từ cái cuốn sách là Khác biệt hay là chết, đúng không ạ? Dẫn đầu hay là chết. Thế thì đối với khởi nghiệp, đối với kinh doanh của chúng ta mới bắt đầu thì bán hàng hay là chết, tức là chúng ta phải bán được hàng, nếu không chúng ta sẽ chết. Vì vốn liếng, vì kinh nghiệm, đúng không ạ? Khả năng tài chính, khả năng các cái mối quan hệ về bạn hàng của chúng ta không có, cho nên chúng ta không bán được hàng là chúng ta sẽ chết. Và tôi có chia sẻ một cái câu chuyện như thế này. Chiều nay thì bên đài truyền hình Thông Tấn có gọi điện cho một cái người thầy ở trường đại học, tức là đồng nghiệp của tôi. Tôi cũng là giảng viên đại học, đúng không ạ? Thì thầy có nói là tìm cho anh hai người khởi nghiệp đang là sinh viên của trường đại học của tôi đang giảng dạy, tôi không tiện nêu tên. Một người là đang kinh doanh thành công và một người là đang kinh doanh thất bại. Và ngay lập tức thì tôi cung cấp cả hai cái người đó cho thầy được ngay, bởi vì tôi thường xuyên làm việc với các bạn bán hàng, làm việc với các bạn kinh doanh và khởi nghiệp. Bởi vì tôi đào tạo và tôi tư vấn và triển khai các hoạt động marketing, các bạn biết rồi. Thế thì tôi kể một câu chuyện khởi nghiệp của một bạn nữ thất bại. Sau một thời gian làm thì bạn ấy thua lỗ cũng một số tiền kha khá so với sinh viên. Bạn ấy không có cái gì khác ngoài đam mê. Kiến thức không có, đúng không ạ? Tài chính không có, vốn liếng không có, bạn hàng không có, đối tác không có, khách hàng không có, công cụ bán hàng không có. Sự quyết tâm chưa phải là lớn. Thứ bạn ấy có duy nhất đấy là đam mê đối với nghề làm bánh. Và bạn làm bánh và bạn ấy sẽ, sau một thời gian bạn ấy chết. Chết ở đây theo nghĩa là cái công việc kinh doanh nó lụi bại, không có khách hàng. Bạn ấy thuê mặt bằng không hợp lý, bạn ấy đầu tư đồ dùng không hợp lý, bạn ấy sản xuất sản phẩm không hợp lý. Thế còn tôi không muốn đi vào chi tiết phân tích, đúng không ạ? Và tôi có kể cái câu chuyện đó cho người đồng nghiệp của tôi, anh ấy bảo là đúng rồi, nếu không có cái gì ngoài đam mê thì chết là đúng rồi. Thế thì cái bài học này tôi muốn khuyên các anh chị một điều là bán hàng hay là chết. Tức là chúng ta phải bán được hàng, chúng ta phải tìm mọi cách, tìm mọi con đường, dành mọi thời gian, tâm trí, sức lực của chúng ta để bán hàng, bán hàng, bán hàng. Lúc nào chúng ta cũng dồn cái tâm trí vào doanh số, doanh số, doanh số, bán hàng, bán hàng, bán hàng. Các bạn phải hiểu điều này, đúng không ạ? Các bạn phải đặt mình vào cái sức ép là phải bán được hàng, phải có doanh thu, không thì chúng ta sẽ chết, thì chúng ta mới thành công được. Chúng ta sẽ phải am hiểu rất nhiều các công cụ bán hàng. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu tất cả những cái hình thức, các phương tiện bán hàng. Chúng ta phải đi đến những hội thảo. Chúng ta phải đi đến những cái hội nhóm. Chúng ta phải vào group, dùng profile. Chúng ta phải viết bài, chúng ta phải làm sale. Chúng ta phải gửi email. Chúng ta phải đăng giao vặt, vân vân và vân vân. Thậm chí chúng ta phải xuống nước, đúng không ạ? Xuống nước để tìm những cái sự trợ giúp. Đấy. Tìm bất kỳ một cái sự trợ giúp nào để giúp cho cái việc bán hàng của chúng ta trong cái thời gian đầu trở nên dễ dàng, có được đơn hàng, nuôi sống chúng ta hàng ngày và nuôi sống cái niềm đam mê của chúng ta. Niềm đam mê của chúng ta cũng có thể sẽ bị vứt đi nếu như chúng ta không bán được hàng. Cho nên tôi muốn nói là gì? Bán hàng hay là chết? Cái bài học này tôi muốn nhấn mạnh với cái thông điệp rằng là chúng ta phải tìm mọi cách, tìm mọi con đường. Tất nhiên là không từ mọi thủ đoạn. Đấy, tôi dùng cái từ này. Nhưng hợp pháp nhé, không từ mọi thủ đoạn nhưng phải hợp pháp. Ý tôi muốn nói là nỗ lực hết sức có thể. Chào hàng, telesale, những cuộc gọi vô vọng. Các bạn thấy đấy, hiện nay các bạn làm bất động sản, telesale rất mệt mỏi. 100 cuộc thì 99 cuộc từ chối, nhưng vẫn ngày nào cũng telesale rất đều. Và bán hàng qua telesale, vẫn gửi email, vẫn livestream, vẫn gì ạ, bot group. Các nỗ lực không mệt mỏi cho đến khi nào bạn có được kết quả thì thôi. Chạy quảng cáo, chi tiền, nhờ chuyên gia tư vấn, vân vân và vân vân. Bất kể
những cái hình thức nào bạn có thể bán được hàng, hãy làm điều đó. Hãy gặp khách hàng của mình, hãy gặp đối tác của mình, hãy gặp bạn hàng của mình để thảo luận về việc đó. Hãy tìm những người giỏi hơn để xem họ đang bán như thế nào, họ xây dựng hệ thống như thế nào, họ xây dựng đội nhóm cộng tác viên ra sao. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm được cái việc đó. Trong series bài học này tôi đã hướng dẫn cho các bạn cả bán hàng theo hội nhóm, cả bán hàng gì ạ? Qua tất cả các công cụ online marketing, offline marketing. Đấy. Chúng ta phải sử dụng hết sức như vậy, được chưa ạ? Và tôi vẫn nhớ là khi mà tôi xem cái bộ phim, một cái bộ phim mà tôi rất là thích, à, đó chính là bộ phim cũng nói về khởi nghiệp. Bộ phim có tên tiếng Việt là Mưu Cầu Hạnh Phúc, và The Pursuit of Happiness. Bộ phim này do tài tử Will Smith và con trai của tài tử Will Smith đóng. Các bạn có thể tìm bộ phim đấy là các bạn xem, đúng không ạ? Will Smith có một cái vai trò rất là nghèo khó trong cái bộ phim đó, và nó thể hiện một cái quá trình nỗ lực không ngừng để vươn lên. Trong cái bộ phim đó các bạn học được rất nhiều điều, chứ không phải là các bạn dễ dàng gì khi mà các bạn mới khởi nghiệp. Không từ bất kỳ một cái cách nào, miễn là hợp pháp, xấu hổ cũng được, đúng không ạ? Xuống nước cũng được, năn nỉ cũng được. Bán hàng, tất nhiên mình càng smart, mình càng thông minh bao nhiêu thì mình giảm cái việc là work hard đi, đúng không ạ? Giảm cái việc lao động vất vả đi. Còn nếu mà mình chưa smart được thì mình phải harder, rất là chăm chỉ. Vâng, cái bài học hôm nay tôi muốn chia sẻ rất đơn giản như thế thôi. Bán hàng hay là chết, chúng ta phải nghĩ cách bán hàng. Chưa bán được thì phải giải thích tại sao. Sản phẩm, hàng hóa, chương trình khuyến mại, cách thức, công cụ, đội nhóm, kỹ năng của mình, kỹ năng bán hàng của mình chưa tốt, kỹ năng thuyết trình của mình chưa tốt, kỹ năng chào hàng của mình chưa tốt, kỹ năng trình bày brochures, cái catalog sản phẩm chưa tốt, làm sale kit chưa tốt, hãy làm đi. Hãy xem vấn đề ở đâu và làm, học cách làm nó, được chưa ạ? Cái công cụ bán hàng của chúng ta có rất nhiều thứ, ngoài các cái kênh marketing online thì nó còn cả những cái bộ sale kit nữa. Thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn trong một cái video khác để giúp các bạn làm một cái bộ sale kit bán hàng, được chưa ạ? Vâng, lời cuối cùng, nhấn mạnh lại, đấy là phải bán được hàng hay là chết. Chết thật đấy, không phải đùa đâu nhá. Vâng, xin chúc các anh chị có những cái động lực để giúp các anh chị vượt qua trong những cái giai đoạn kinh doanh khó khăn. Và kể cả khi là đang kinh doanh thành công rồi, chúng ta vẫn phải liên tục tập trung vào doanh số, dẫn đầu hay là chết. Bởi vì chúng ta rất có thể sẽ bị bóp chết bởi những đối thủ lớn hơn, cách làm của họ tốt hơn, khác đi, và họ sẽ chiếm được thị phần của chúng ta. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.